Kính thưa các bạn, tôi đang có mặt tại đường Đỗ Mười, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Hôm nay là chủ nhật và buổi sáng rất là nắng nóng. Tuy nhiên là ngay từ sáng sớm thì cơ quan chức năng cùng với đoàn thanh niên tình nguyện, trong đó có rất là nhiều sinh viên đã có mặt từ sớm để có thể là khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Nguyễn Thị Kim Chi, sinh viên năm 2, trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai, đã có mặt tại đường Đỗ Mười, Hoàng Mai, Hà Nội từ 7 giờ 30 sáng cùng lực lượng thanh niên chung tay dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3, bão Yagi. Chúng em làm việc từ 7 giờ 30 đến 17 giờ. Chúng em đã quét dọn các vỉa hè, khu tập thể và dọn dẹp cây cối ven đường để thuận tiện cho giao thông đi lại. Em muốn truyền cảm hứng tới các bạn trẻ là chúng ta hãy cùng nhau giúp sức và bảo vệ môi trường để có một Hà Nội xanh sạch đẹp cho mai sau ạ. Trong nhiều ngày qua, lực lượng thanh niên tại phường Yên Sở, Hoàng Mai nói riêng và trên toàn thành phố Hà Nội nói chung đã đồng loạt ra quân cùng với chính quyền địa phương chung sức dọn vệ sinh môi trường khu dân cư, khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Ngay sau khi mà cơn bão Yagi đêm 7 tháng 9 kết thúc thì được sự quan tâm của quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban quận Hoàng Mai thì ủy ban phường Yên Sở đã bắt tay ngay vào việc khắc phục hậu quả sau bão. Trong đêm 7 tháng 9 thì chúng tôi đã ra quân cắt cành gây gãy đổ trên các tuyến đường chính và đảm bảo giao thông cơ bản ổn định trong suốt tuyến đường cơn bão Yagi. Và hiện nay thì ủy ban phường đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các đơn vị cây xanh, lực lượng an ninh, lực lượng giao thông. Tôi hiện nay đang triển khai về việc khắc phục hậu quả sau bão, về việc cây gãy đổ cành và thu dọn đến từng khu dân cư, và đối với những trường hợp mà có ngập úng thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc phun độc khử trùng để đảm bảo đời sống người dân sớm trở lại bình thường cách tốt nhất. Trước đó, cơn bão số 3, bão Yagi và hoàn lưu của bão đã gây ra thiệt hại rất lớn về tài sản trên địa bàn Hà Nội, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng, đổ gãy hàng vạn cây xanh, gây ngập lụt, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, nguy cơ bùng phát dịch bệnh.